Thưa quý vị và các bạn, phải tính đến sự đồng bộ trong đầu tư và đảm bảo tiến độ và mỹ quan đô thị của các công trình dự án là những vấn đề được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh khi đi thực địa kiểm tra các công trình dự án giao thông trọng điểm của thành phố Huế và vùng phụ cận trong sáng ngày 25 tháng 8. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương và đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành và địa phương liên quan. Tại dự án nâng cấp mở rộng cầu Phú Xuân, các hạng mục xây lắp cơ bản đã hoàn thành. Hiện các nhà thầu đang cho rải thảm nhựa mặt đường và các hạng mục hoàn thiện khác. Hai đầu cầu cũng đang tiếp tục mở rộng chỉnh trang. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 26 tỷ đồng nhưng lại có ý nghĩa rất lớn trong chỉnh trang đô thị, giảm thiểu ùn tắc giao thông của trung tâm thành phố Huế. Chính vì vậy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đề nghị các ban ngành của tỉnh phối hợp với Cục Đường bộ 2, đơn vị chủ đầu tư để đảm bảo tiến độ thông xe vào ngày 2 tháng 9 và đưa toàn bộ công trình vào sử dụng trong tháng 9 tới. Một dạng cầu bắc qua sông Hương khác cũng đang trong giai đoạn nghiên cứu, đó là cầu nối phường Phú Hậu thành phố Huế qua xã Phú Mậu, huyện Phú Vang. Dự án nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt và khi hoàn thành sẽ góp phần tạo vành đai giao thông kết nối các khu vực dân cư hiện hữu và mở ra tiềm năng phát triển khu vực thôn Tiên Nùng. Kiểm tra thực tế địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các ban ngành địa phương liên quan xúc tiến đầu tư theo định hướng hình thành một khu đô thị sinh thái với hạ tầng giao thông đồng bộ, trong đó có cầu bắc qua sông Hương, góp phần phát huy tiềm năng về văn hóa, về nghề trồng hoa cây cảnh ở khu vực này. Kiểm tra các tuyến giao thông quan trọng như đường Phú Mỹ Thuận An, đường Trưng Nữ Vương, sân bay Phú Bài thuộc vành đai 3, khu vực quy hoạch cầu vượt đường sắt thành phố Huế. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đã chỉ ra những điểm còn hạn chế, nhất là trong giải phóng mặt bằng khiến việc triển khai hết sức bị động. Hiện dự án Phú Mỹ Thuận An vẫn còn 14 hộ dân chưa được di dời, hay như dự án cầu vượt đường sắt đường Hai Bà Trưng liên quan đến việc di dời gần 100 hộ dân cũng để lại một bài toán kinh phí khó có lời giải trong điều kiện hiện nay. Bên cạnh đó, việc đầu tư các dự án giao thông trọng điểm cần tính đến yếu tố đồng bộ, kết nối với các dự án kinh tế xã hội khác nhằm phát huy hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo tổ chức một cuộc họp với các sở giao thông vận tải, xây dựng, kế hoạch đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Huế và một số địa phương liên quan để ra soát, xem xét và cho ý kiến đối với tất cả các dự án giao thông trọng điểm trong thời gian sớm nhất. Chủ tịch Phan Ngọc Thọ cũng lưu ý vấn đề đảm bảo mỹ quan đô thị tại khu vực trung tâm, nhất là đối với các quảng cáo ngoài trời. Với dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh việc chính phủ đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành của dự án này đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, không đồng nghĩa với việc giãn tiến độ các gói thầu, đặc biệt tại các điểm tuyển thi công khu vực dân cư. Ban quản lý dự án cần tăng cường giám sát để yêu cầu nhà thầu điều chỉnh chi tiết tiến độ thi công và có cam kết hoàn thành, phối hợp với các phường để nâng cao tỷ lệ đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước chung nhằm nâng cao hiệu quả thu gom và xử lý nước thải. Với các điểm đã thi công xong phải hoàn trả lại mặt bằng để người dân thuận tiện trong việc đi lại, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần. Kiểm tra đột xuất dự án nhà văn hóa đa năng công viên Kim Đồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đã chỉ ra dấu hiệu bất thường về phần cột sàn bê tông của tầng ngầm để xe quá cao so với thiết kế ban đầu, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý kịp thời, đảm bảo cảnh quan đô thị tại khu vực này. Được biết trước đó, liên quan đến đề xuất của chủ đầu tư về điều chỉnh thiết kế, bổ sung chức năng dịch vụ bên cạnh chức năng vui chơi giải trí và bãi đỗ xe như phê duyệt ban đầu, Ủy ban nhân dân thành phố Huế và Sở Xây dựng đều đã không đồng ý.